Hoa hậu Hờ Hen Nie vừa giới thiệu đến công chúng loạt ảnh ấn tượng trong trang phục truyền thống ED, áo dài và đầm dạ hội, được thực hiện trong chuyến thám hiểm hang Sơn Đòn. Sự kiện này góp phần quảng bá du lịch Quảng Bình, du lịch Việt Nam. Với thành tích top 5 Miss Universe 2018 và giải thưởng Timeless Beauty 2018, vẻ đẹp vượt thời gian, Hoa hậu Hờ Hen Nie là một trong số những người đẹp của Việt Nam được khán giả quốc tế quan tâm. Để có những bộ ảnh đẹp, Hờ Hen Nie không ngại lội suối ngầm, vượt dốc đá khó khăn và thử thách. Hờ Hen Nie diện chiếc đầm vàng của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, chụp ảnh tại hố sụt thứ nhất, vọng khủng long, địa điểm lý tưởng để nhìn ngắm toàn cảnh hang Sơn Đòn. Hoa hậu chụp bộ ảnh trang phục truyền thống ED tại hang Én, hang lớn thứ ba thế giới, và bộ ảnh áo dài của nhà thiết kế Thuận Việt tại hố sụt thứ hai vườn Địa Đàng, một trong những điểm cực kỳ đẹp của hang Sơn Đòn.